Chào mừng các bạn đã đến với Dungeons & Dragons. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một tựa game thẻ bài dành cho 2 đến 6 người chơi mang tên là Đuôi Rực Lửa, Khi Loài Chồn Cứu Hỏa. Trò chơi này được phát hành bởi Hedebard Games và được Việt hóa bởi nhà phát hành Play Plus Việt Nam. Thì trò chơi này là nó xoay quanh cái truyền thuyết của người Huchon, đó là ngày xưa, kỳ đà nó đã đánh cắp lửa từ một ngôi làng và nó chạy lên trời. Thì để trả lửa lại cho thế giới, thì loài chồn túi đã tìm ra nơi ẩn náu của kỳ đà và đánh cắp lửa bằng đuôi của mình. Thì đó là cái câu chuyện xoay quanh cái trò chơi Đuôi Rực Lửa này. Thì trong đây là một trò chơi dành cho 2-6 người chơi với thời lượng là tầm khoảng 15-20 phút một game. Và trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ lược cũng như là cho các bạn những cái cảm nhận cảm nghĩ của mình về cái trò chơi này. Nào, chúng ta hãy cùng nhau hóa thân vào những con chồn và cứu hỏa cho thế giới nhé. Để chuẩn bị cho cái trò chơi này thì mỗi người chơi sẽ chọn một màu và họ sẽ lấy toàn bộ 12 cái thẻ tương ứng với cái màu đó. Thì những bộ không dùng chúng ta sẽ cất lại vào trong hộp. Tiếp đến là tất cả các người chơi sẽ đặt một cái thẻ gọi là lửa sơ khai ở trước mặt. Cái thẻ lửa sơ khai là cái thẻ lửa mà nó chỉ có một cái ký hiệu lửa mà thôi. Sau đó thì người chơi sẽ đặt một cái thẻ chồn ngẫu nhiên ở trên cái thẻ lửa sơ khai này. Sao cho cái ký hiệu lửa sơ khai vẫn có thể thấy được. Thẻ này phải là có thẻ có số từ 1 tới 9 và không được là thẻ cộng 1 nhé. Những người chơi còn lại cũng sẽ làm điều tương tự. Đó là họ sẽ lấy cái thẻ lửa sơ khai ra đặt trước mặt họ và chọn một con số ngẫu nhiên từ 1 tới 9 đặt phía trên cái thẻ lửa sơ khai này. Và việc cuối cùng mà các bạn cần phải làm đó là xào các thẻ lửa và đặt thành một chồng ngửa ở giữa bàn. Đây sẽ gọi là chồng kỳ đà. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong trò chơi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái chi tiết của mỗi vòng chơi. Ở mỗi vòng chơi nó sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên đó là các bạn sẽ chọn 3 thẻ chồn. Bước thứ hai là các bạn sẽ giải cứu. Và bước thứ ba đó là các bạn sẽ chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Để làm cái bước đầu tiên ấy là chọn 3 thẻ chồn, các bạn sẽ lấy cái thẻ hang đặt nó ở phía dưới, ở phía sau cùng của cái thẻ bài trên tay, đằng sau tất cả các thẻ chồn luôn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn 3 thẻ chồn và đặt nó ở đằng sau cái thẻ hang này. Do đó thì cái thẻ hang này nó sẽ nằm ở giữa những cái thẻ bài không được chọn và 3 thẻ bài được chọn. Sau khi các bạn đã chọn xong 3 cái thẻ bài và đặt phía sau cái thẻ hang này rồi, thì các bạn sẽ đặt những cái thẻ chồn không được chọn úp xuống với cái thẻ hang nó nằm ở trên cùng như thế này đây. Ta-da! Như vậy là 3 thẻ chồn trên tay của các bạn là các bạn phải giữ bí mật nha. Và đây là những là cái thẻ chồn mà các bạn sẽ dùng trong cuộc giải cứu ở bước thứ hai. Bắt đầu từ người chơi đầu tiên hoặc là người chơi thắng ở vòng trước thì họ sẽ phải đánh cái thẻ bài mà sao cho với cái số bằng với cái số bắt đầu của thẻ lửa trên đầu cái chồng kỳ đà. Và nếu như các bạn không có cái thẻ bài, các bạn có thể bỏ lượt hoặc là các bạn chủ động bỏ lượt cũng được. Và cái số này nó sẽ cộng lên 1, là từ nó sẽ đi liên tục tới 9, 9 thì về lại 1. Sau đó thì những người chơi tiếp theo họ sẽ phải đánh một thẻ chồn mà cái thẻ đánh đó nó phải bắt buộc lớn hơn cái thẻ cũ đúng một đơn vị. Khi mà đánh tới số 9 ý, thì nó sẽ quay lại số 1. Như trong trường hợp này, người chơi đầu tiên đánh con số 3 thì người chơi màu đỏ họ đánh con số 4. Và nếu như mà không có đánh được thẻ nào, những người chơi tiếp theo họ không đánh được cái thẻ nào, như người chơi xanh dương này họ không có 5 mà chỉ có 6 với 8 thôi, thì họ sẽ bỏ lượt. Nếu như tất cả các người chơi đều bỏ lượt và tới lượt của bạn lại và thẻ của bạn vẫn ở trên đầu cái chồng bài đánh, thì bạn đã chiến thắng cái vòng chơi đó và được tạo một cái ngọn lửa mới. Thì bạn sẽ lấy cái thẻ lửa trên cùng của chồng kỳ đà và đặt úp trước mặt bạn. Sau đó thì bạn sẽ kiểm tra thêm là cái thẻ chồn giành chiến thắng của bạn nó có bằng, có con số ấy, bằng với cái thẻ chồn đang giữ ngọn lửa của những người chơi khác hay không. Thì bạn sẽ cướp tất cả các thẻ lửa từ ngọn lửa đó và đặt ở dưới thẻ lửa của bạn vừa thắng được. Cái thẻ chồn giành chiến thắng của bạn sẽ nằm đè lên trên tất cả các thẻ lửa đó luôn. Sau khi đã tìm được người chiến thắng trong vòng này thì bạn sẽ qua bước thứ ba, đó là chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Thì cái người chơi họ sẽ lấy tất cả những thẻ bài chồn, bao gồm là thẻ bài chồn trên tay ở vòng này mà họ chưa kịp xài, thẻ chồn của ngọn lửa vừa bị người chơi cướp, cũng như là tất cả các thẻ trong hang và các thẻ đã kiệt sức ở vòng trước lên tay của bạn để các bạn có thể chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Như trong trường hợp này, thẻ số 4 của người chơi màu xanh vừa bị cướp lửa nên là thẻ này sẽ lên tay của người chơi cho vòng tiếp theo. Riêng những cái thẻ mà các bạn đã đánh rồi trong lượt này thì chúng sẽ bị kiệt sức, không thể lên tay các bạn được nữa, nên là chúng sẽ nằm trong cái chồng bài kiệt sức. Ở cuối của vòng tiếp theo thì chúng sẽ được quay trở lại lên tay của các bạn để trở thành một trong những sự lựa chọn của các bạn cho vòng tiếp theo nữa. Khi mà hết cái thẻ lửa trong cái chồng kỳ đà thì trò chơi sẽ kết thúc. Người chơi đếm số ký hiệu lửa trong các ngọn lửa của mình thì người nào có nhiều nhất kể cả hòa thì sẽ giành chiến thắng.
cái ký hiệu ngọn lửa là những cái ký hiệu mà nó ở trên cung của các tế bào lửa ở đây này. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm cá nhân của mình về trò chơi đuôi rực lửa, hay còn có tên gọi tiếng Anh gọi là Tales on Fire. Thì đuôi rực lửa ấy là một cái trò chơi có thể nói là tương đối ít luật này, và cách chơi cũng rất là đơn giản. Trò chơi thì cũng không bị phụ thuộc quá nhiều vào ngôn ngữ trong quá trình chơi, nên khi mà tất cả các người chơi đều hiểu được luật cũng như nắm bắt được cái mạch chơi ấy, thì cái mạch chơi, cái gameplay nó sẽ diễn ra rất là mượt luôn. Một cái điểm cộng khác của đuôi rực lửa đó là cái sự gọn nhẹ từ khối lượng này, kích cỡ hộp chơi cho tới thời lượng chơi của một game. Hộp rất nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng mang cái trò chơi này đi đây đi đó luôn. Còn một vòng của trò chơi đuôi rực lửa ấy, đôi khi nó chỉ chiếm khoảng 2-3 phút thôi. Một game thì tầm 15-20 phút một game mà. Nên là cái game này rất là nhanh, chơi rất là nhanh. Điểm cộng cuối cùng của trò chơi đuôi rực lửa cũng như là cái điểm cộng mà mình thích nhất trong cái game này, đó chính là cái sự cân bằng hay cái cơ chế đối bắt với cái người dẫn đầu rất là thú vị. Cái cơ chế đối bắt với người dẫn đầu ấy, mình gọi là nó là cái catch up mechanism. Thì trong cái trò chơi đuôi rực lửa này, người nào mà càng thắng nhiều thì họ sẽ càng mất nhiều lá bài. Nó sẽ khiến cho cái việc chọn 3 lá bài trong lượt tiếp theo của họ rất là dễ bị phán đoán. Nên là người chơi sẽ phải cân nhắc cái thời điểm mà họ cần để chiến thắng một vòng trong đuôi rực lửa rất là nhiều. Luật chơi thì đơn giản là thế. Tuy nhiên nhưng mà để hiểu rõ và có thể lên chiến thuật trong cái trò chơi đuôi rực lửa này, thì người chơi phải chơi qua ít nhất là 1-2 vòng chơi. Đó là từ cái trải nghiệm cá nhân của mình. Thì tại vì người chơi phải hiểu được cái giá phải trả cho mỗi lần thắng lá lửa, đó là họ sẽ phải mất đi một sự lựa chọn cho 3 lá bài ở vòng sau. Điều này nó sẽ khiến họ trở nên dễ đoán hơn, cũng như là khiến họ khó phòng thủ hơn. Nếu những người chơi mà không hiểu rõ được cái vấn đề này ấy, hoặc không thích hay là không có khả năng đếm các thẻ bài số giá trị của các con số bài ấy, thì họ sẽ không thích trò chơi đuôi rực lửa này đâu. Vì lúc đó đối với người chơi, cái trò chơi đuôi rực lửa này căn bản chỉ là một trò chơi đậm chất ngẫu nhiên, khi mà người chơi chỉ quăng các thẻ bài trên tay mình xuống và hy vọng họ sẽ là người chiến thắng. Còn đối với mình thì nếu như các bạn thích chơi cái kiểu chơi mà đòi hỏi phải hack não đối phương này, phải đọc cái đường đi nước bước của đối phương cũng như dự đoán các nước đi của đối phương, bạn sẽ thích trò chơi đuôi rực lửa. Bản thân mình thì mình thích chơi đuôi rực lửa nhất tại 4 hoặc 5 người chơi. Dưới 4 người chơi thì nó khá là tedious, tại vì bạn phải còn phải điều khiển thêm một cái con AI, thay đổi nó khá nhiều tính chất của game. Còn đối với 6 người chơi ấy, thì rất khó để các bạn có thể đưa ra được những cái tính toán và điều chỉnh hợp lý ở đầu của mỗi vòng. Và đó là những cái trải nghiệm cá nhân của mình về trò chơi đuôi rực lửa. Còn các bạn thì sao? Đừng quên chia sẻ những cái cảm nhận của các bạn trong phần bình luận của cái video này nhé. Mình hy vọng với cái video này thì mình đã giúp cho các bạn biết thêm được một tựa game thẻ bài dành cho 2-6 người chơi với một cái luật chơi rất là thú vị này. Nếu như các bạn thích cái nội dung này thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan tới board games một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng, tới từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.